Dụng cụ 24 xin chào cả nhà đã quay trở lại với Dụng cụ 24 trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Sang sẽ có cái gì để giới thiệu đến cả nhà? Sẽ là một cái chiếc rìu, và chiếc rìu này là cái mẫu mới cập nhật thêm nữa. Cái những cái mẫu rìu khác thì khi mà anh em đặt hàng á thì nó không có hàng anh em, tại vì mình đặt bên Nhật á cũng không có hàng luôn. Nói gì đó. Mình có một đợt mình có liên hệ bên tức là cái chỗ cung cấp hàng của mình đó là đặt, nhưng mà lý do là nó ưu tiên cho cái thị trường nội địa, tức là nó sản xuất không kịp á, sản xuất không kịp. Cho nên là hôm nay về một cái mẫu mới nữa, mà cái mẫu này đẹp lắm, mẫu này đẹp. Nó nói chung là sẽ đem ra xem đi rồi bắt đầu mình nói tiếp. Rất là đẹp, gọn gàng khi mà chúng ta mua, chúng ta sử dụng đi ra ngoài. Đây, sang đây. Đây là của hãng grill của Sankichi, hay gọi là SK11 đó. SK11 là nó đó. Nhưng mà cái dòng, tức là Sankichi nó sẽ, cái SK11 đó, công ty của nó, tên của nó là Fujiwara Sanyo. Fujiwara ha. Thì cái Fujiwara nó sẽ có cái thương hiệu SK11 nè, Evolue nè, ha. Rồi Sankichi đó. Thì ở đây là cái thương hiệu Sankichi. Và nó, cái mẫu này, anh thấy cái thương hiệu này nè, nó sẽ chia ra làm hai cái nè, nào cái nhãn vàng. Trước tiên mình nói về thương hiệu nhãn này, nó sẽ anh em sẽ thấy một cái nhãn là nó màu đỏ, cái chữ ha nó sẽ là màu đỏ, và cái này là cái chữ màu vàng, cái tem màu vàng. Thì cái chữ tem màu vàng này là nó xịn hơn, tức là nó là hàng VIP nhất của hãng luôn. Thì những cái sản phẩm mà tem màu vàng dường như là anh em thấy là rất là đẹp, đây nè, nó làm rất là chỉnh chu luôn, rất là đẹp luôn đó. Cái những cái tem màu đỏ nó đã đẹp rồi, mà cái tem màu vàng nó làm đẹp hơn nữa, anh em thấy không? Cái chiếc rìu này xuất sắc luôn. Cán nó không có làm bự quá, rất là gọn nè, để cầm mà chúng ta đi dã ngoại rồi đó, cầm đi dã ngoại nè, anh em thấy là cầm gọn vô cùng không? Đó nè, đó, dễ đi. Chúng ta lên rừng hay là gì đó, chúng ta đốn đốn chặt cái này cái nọ đó. Ở phía lưỡi nó sẽ có khắc cái chữ của hãng luôn, khắc chữ của hãng hãng đây mình xin cái chi đó, chữ khắc ha. Cái màu thép anh em thấy là cái màu thép nó ánh lên cái màu sắc cầu vồng đó ha, màu luyện nhiệt đó. Thì nó có phủ một lớp bên ngoài là một lớp keo đó, một lớp keo mỏng để mà bảo vệ cái này khi mà để kho rồi trưng bày rồi các kiểu đó, họ phải làm một lớp như thế này đó. Đây thì cái phần lưỡi, bây giờ Sang sẽ đo cái phần lưỡi. Cái này nó có một cái độ cong, nó có cái loại kia thì nó là lưỡi thẳng, còn cái này nó có một cái lưỡi cong nhẹ như thế này. Mình nghĩ là cái mẫu này anh em sẽ rất là thích luôn, nhưng mà giá của nó thật sự là hơi bị căng. Nhưng mà thật chất thì khi mà đã đam mê những cái đồ của Nhật và đi dã ngoại thì cái giá này mình theo mình đánh giá là không cao. Cái bảng lưỡi ngang của nó là 75 ly, 75 ly. Cái chiều này là được là 10 14 ly, ố 14 cm, 14 cm tức là 140 mm. Cái chiều dài, tổng dài ha, tổng dài thì tới đây là được là 36 cm, 36 cm. Đó. Cái cán đường kính của nó thì đâu đó khoảng là 22 ly. Đó. Thì cái chiều dài, cái phần cán mình sẽ đo ở cái từ cái phần này tới đây thì nó là 32,5 cm. Đó. Rìu đây, chiếu cái nhà xem lại, nó rất là đẹp luôn. Mẫu này là thật sự thì đặt hàng nó không có hàng, nó rất là khó chịu cái chỗ phần này, cho nên nó cái số lượng nó rất là ít. Mình đặt nó lâu lắm rồi đó, đặt lâu lắm rồi, trước Tết luôn, nhưng mà không có hàng. Mình hủy đơn một lần rồi, rồi tiếp tục thêm lần nữa không có hàng. Đặt hai mẫu, tức là mẫu cũ hôm trước và một mẫu này nữa, nhưng mà không có hàng. Rồi thì cái rìu này nó sẽ có một cái miếng da như thế này nha cả nhà, miếng miếng da tổng hợp á, nó sẽ bọc vô thế này đó, để chúng ta bảo vệ lưỡi, bỏ trong ba lô chẳng hạn, hoặc là dắt ở phía bên hông mình nè, thì nó không có va vào tay của mình nè. Giá của cây rìu này, cái gỗ này thì nó là một cái gỗ mà anh em thấy thường xuyên ở trên cái cán đục, cán dao đồ các thứ, rồi nó gỗ xoài á. Giá của sản phẩm
Giá của cái rìu này là 1.550.000 và giá là giá chưa có phí vận chuyển nha cả nhà, chưa phí ship. Nó nặng khoảng đâu đó là 600 gram. À, 600 gram. 600 gram là chắc nghĩa là cái đầu búa đó. À, 600 gram. Sản xuất 100% tại Nhật luôn. Ở đây nó để là made in Japan luôn nè. Ha, 600 gram. À, rất là đẹp, anh em có thể mua. Nó gọn và nó cái mà khối lượng của nó cũng vừa tay nữa. Lúc nào cái rìu của Nhật á nó sẽ cũng làm là nó thon vô cái phần phía bên trong này nè, cái phần phía này nè, tức là nó sẽ thon lại ha, nó thon lại hai bên eo để nó giảm cái ma sát khi mà chúng ta chặt á, thì cho cái cảm giác nhất là lưỡi nó đã cứng bén rồi, nhưng mà nó giảm ma sát nữa cho chúng ta cảm giác là cắt nó rất là ngon. Rồi sang giới thiệu cái đầu mà đầu mũi vít, cái đầu bắn bắn chuyển đổi từ 6 ly 35 sang 1/2 của hãng Sunlast, thì Anet mình đã có rồi. Anet đã có rồi, nhưng mà cái mẫu Sunlast này mình giới thiệu cho anh em, cho anh em biết là có những cái dụng cụ mới của hãng Sunlast nó mới ra chẳng hạn. Đây chi tiết hơn, hôm trước mình mới có quay sơ sơ thôi. Đây là cái đầu chuyển đổi từ 6 ly 35 sang 1/2 của hãng Sunlast đó, Sunlast. Thì cái đầu của Anet nó là dính liền luôn, tức là nó sẽ dính liền với cái thân này luôn đó. Thì có một cái như vậy, tức là anh em xài cái mũi mà dính liền á, thì nó dính phải nó gặp phải là xài thời gian chưa bắt đầu nó gãy cái mũi vít nó gãy cái mũi vít, thì mà gãy cái mũi vít thì chắc bắt buộc chúng ta phải mua mới lại cái này. Thì anh em xài cái mũi này á, cái mũi này nó ra hãng Sunlast, nó ra nó cạnh tranh với Anet, Vessel rồi các kiểu ha, thì nó làm rời hai cái đầu này, làm rời hai cái đầu này nè đó ra. Thì khi mà chúng ta sử dụng mình nó gãy cái mũi vít đi, gãy cái phần thường á, cái đầu này nó gãy trước nè, chứ cái này thì nó lâu hư, nó gãy cái phần này nè đó, thì rút ra mua cái mũi vít khác gắn vào xài. Thì dĩ nhiên là cái mũi vít nó sẽ rẻ hơn là một cái đầu này, thay vì một cái đầu này nếu mà mua của Anet thì như đã 200 ngàn gì rồi, còn cái mũi vít này nó mũi vít ngắn này nếu mà hàng của Nhật luôn thì nó tầm khoảng 40 ngàn, bốn mấy ngàn gì thôi một mũi như thế này đó, gắn vô và xài tiếp nó tiện. Thứ nhất là cái chỗ đó rồi ha, thứ hai nó tiện cái nữa nè, tức là khi mà xài thay vì cái mũi vít kia đó, thay vì cái kia là khi mà chúng ta cắm vô như thế này rồi, thì khi mà anh em xài cắm cái đầu đầu bu lông vô để mà chúng ta sử dụng xong rồi đó, đó cắm vô sử dụng như thế này, thì bắt buộc anh em phải tháo cái đầu vít này ra đó, rồi anh em phải gắn thêm một cái mũi vít khác vào vô đây để mà chúng ta vẫn vít, thì hơi bất tiện. Thì cái này nó giải quyết được cái là đó rồi. Bây giờ là sử dụng làm cái mũi bắn vít luôn. Tôi bắn nè, bây giờ tôi cắm vô tôi làm cái đầu khẩu nè, đó, xong rồi tôi tháo ra. Đó. Cắm vô làm đầu khẩu tôi tháo ra, tôi bắn vít, cắm vô tôi bắn. Đó. Thấy không? Nó tiện lại không? Rất là tiện. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là nó dễ mắc. Ví dụ như mua cái này mà nó mắc cái này thì rồi là xong. Nó mắc cái này rồi là cái đầu mắc cái đầu này thì là phải mua mới lại ha. Thì đây là cái ưu nhược điểm của mỗi cái hãng, nó ra nó làm cái này mẫu này ra ha, nó tiện lại cái chỗ đó, đó. Bắn 1/2 giá của một cái đầu này, đầu là của hãng Sunlast ha, Sunlast đây, sản xuất 100% tại Nhật nha, made in Japan. Mã đặt hàng của nó anh em nhắn cái mã SG, cái đầu chuyển đổi SG gạch 4, mã của sản phẩm là SG gạch 4 đây, SG gạch 4. SG gạch 4 thì là 232.000, 232.000, tức là nó mắc hơn cái đầu của Anet nó tới ba mươi mấy ngàn, nhưng mà nó tiện lợi cái chỗ đó ha, thì nó mỗi cái nó hay, nó có cái tiện lợi thì nó sẽ giá nó cao hơn, nó mới ra thì nó cái thiết kế này nó sẽ làm kỳ công hơn.
Sang lại giới thiệu lại cái cặp tô vít của hãng Anet, cặp tô vít đóng, cặp tô vít đóng gồm có là cộng 2 và cộng 3. Cộng 2 và 3 đây là cái mẫu mới của hãng Anet, nó được ra sản xuất năm 2022 luôn. À, thì cái mẫu trước đó nó cũng giống y chang như vậy luôn, nó không khác cái gì hết, nó không khác gì hết, nó chỉ khác ở cái phần đầu vít. Đầu vít ha. Khác ở phần đầu vít. À, chiếc này nó sẽ thay đổi hơn ha. Thay đổi. Thì cái khác nhau ở cái phần đầu vít và cái độ cứng của nó tăng lên ha. Độ cứng nó tăng lên, khác ở phần đầu vít và độ cứng tăng lên. Đó. Thì cái này là nó vít đóng, nó tức là nó kéo dài từ cái phần này lên tới cán luôn, nó liền trên cái này luôn để mà chúng ta dành chúng ta đóng ha. Ta đóng cái cán này anh em xài yên tâm là nó không có bể nổi đâu. Cái cán này là nó đưa vô cái máy ép, đưa vô cái máy ép, tức là khi ép nhựa đó, ép cao su đó, nó đưa vô, nó ép vô đây, dính vô đây là chắc chắn lắm. Nó chỉ có lão hóa trong quá trình thời gian sử dụng mà cái chừng mười mấy hai chục năm gì đó thì nó tự, cái bản thân này nó tự lão hóa nè, chứ nó không có, anh em xài nó yên tâm là nó không có bị nứt vỡ hay là cái gì đâu ha. Giống như cái vỏ xe của mình á, để mà lão hóa một cái vỏ xe thì chắc cũng lâu lắm á, mấy chục năm á. Cái này là cái mã 3980. Thì cái đầu vít của nó khác biệt ở chỗ nè, khác ở những cái hãng khác nha. Cái này hãng khác, tức là cái đầu vít nó bình thường thôi, tức là dấu cộng bình thường. Nhưng mà cái dấu cộng này nó đã thiết kế nè. Anh em nó nhìn nó giống như cái nơ, giống hình cái nơ á. Cái nơ. Khi mà đóng vô đó, nó sẽ cái chính cái bản thân cái này nè, nó sẽ xoắn. Tức là anh em đóng là cái này nó chính bản thân cái mẫu thiết kế này nó sẽ xoắn để mà nó tác động vô con ốc nó mở ra. Thì tại sao có mẫu vít đóng rồi mà còn thiết kế cái mẫu này nữa? Thứ nhất, cái mẫu này nó sẽ rẻ hơn cái mẫu kia. Cái mẫu vít đóng kia ha. Cái nữa là cái những cái trường hợp là cái con vít nó bị hơi toe đầu nhẹ, chúng ta dùng cái vít này nè, tức là cái vít này chúng ta vừa vặn và chúng ta sử dụng nó đóng luôn, nó tiện lợi hơn, nó rẻ hơn và tiện lợi hơn trong những cái trường hợp mà cái con vít nó còn, tức là nó sử dụng cái vít này là đủ rồi, không cần phải sử dụng đến cái tô vít mà đóng cái kiểu đóng kia ha, kiểu đóng như là 1903 vậy đó, thì người ta mới làm cái này. Tức là cái này là trước đó, sử dụng mà nếu mà nó không ra nữa thì hãy mới bắt đầu mới sử dụng đến cái vít đóng kia đó. Tại vì cái vít đóng này nó trong quá trình chúng ta sử dụng chúng ta còn cầm chúng ta vặn nữa, còn cái kia đó đâu có vặn được, cái kia là chỉ đóng để mà xử lý những cái tình huống mà nó đã kẹt cứng rồi, còn cái này là chúng ta vừa sử dụng vặn nè đó, rồi con ốc nào mà hơi cứng cứng đầu chút xíu không lấy búa đóng vô thì nó ra. Cái vít này chiều dài của nó là 150 ở cái phần thân, 150. Tổng dài của nó là 27 cm là tổng dài. Còn cái phần này là 150. Thì nó gồm có cộng 2 và cộng 3, cộng 2 cộng 3. Cộng 2, anh em nhấn cái mã là 3980 cộng 2 nhân 150, cộng 2 nhân 150 thì giá của nó là 225.000. Còn cộng 3, cộng 3 nhân 150 mã của Tovic Anet 3980 nha. 3980 cộng 3 nhân 150 là 245.000 và giá là giá chưa có phí vận chuyển, chưa phí ship. Xe nữa đây. Rồi. Hôm nay Sơn về thêm những cái chổi đánh rỉ thể thao của Nhật Bản của hãng Shizuke và nó được gia công ở Taiwan ha, gia công ở Taiwan. Thì cái chổi của mình mua ở đây anh em thấy nó thưa, như là thưa, rất là thưa luôn phải không? Nó rẻ tiền hơn nhiều cái này nhiều. Nó thưa. Thì nó đánh thực tế thì nó mau hư cái chỗ là nó mau gớt, mau rụng những cái lông cước này ha, những cái sợi cước này nó sẽ mau rụng. Còn những cái loại mà của Nhật như thế này, đây là cái kỹ thuật công nghệ của Nhật và được gia công ở Đài Loan chứ không phải là đây, tức là nó cái đầu này nó dập ép cái những cái sợi này vô sát với nhau thì sử dụng như vậy á thì nó mau, nó lâu gớt cái, nó lâu rụng những cái sợi này nó sẽ toe ra, nó tà ra nhưng mà nó lâu rụng, là chúng ta sử dụng có thể là lâu hơn
nó tiết kiệm hơn, thay vì cái kia nó chưa có mòn hết nữa nhưng mà nó đã rụng hết rồi. À, cái mẫu này nó làm cái sợi cộng này thép này rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Thì giá của cái chỗ này vẫn như bình thường, trải cước, chỗ cước của hãng Shizuke ha, giá của nó chổi cước đánh rỉ Shizuke. Cái chổi cước Shizuke này là cái thương hiệu của hãng Takari đó cả nhà, của hãng Takari á. Giá 130 ngàn, 130 ngàn, mã đặt hàng của nó là GI5401, GI5401, giá 130 ha, và giá là giá chưa có phí vận chuyển nha. Cái chiều dài của cái này là 22,5. Đó. 22,5. Cái phần chải cước á, là được là 75 ly, 75 ly. À. Đây. Thì dùng để vệ sinh dụng cụ rồi vệ sinh bonsai, kiểng rồi đó. Anh em bon kiểng, kiểng nào xài cũng nhiều lắm. Rồi. Đây là hãng Shizuke ha, thương hiệu Takari nè. Takari là một cái thương hiệu là chuyên về làm dụng cụ tool. Nó sẽ có thương hiệu là M&M, MM, rồi Yemen, à, thương hiệu Yemen. Yemen là cái thương hiệu mà sản xuất những cái máy móc, anh em đi bãi anh em sẽ thấy cái hàng mà Yemen đó, thì là của thương hiệu Takari. À, rồi thương hiệu của nó có cái cưa là Saxo, Saxo là thương hiệu cưa thì cũng là của Takari. Nhưng mà cái vòi nước mình hay giới thiệu với cả nhà nó là không phải là của Takari này nha, không phải Takari này, tức là nó có hai công ty Takari đọc tên giống nhau, cái chữ giống nhau nhưng mà là hai ông khác nhau hoàn toàn, không có liên quan nhau, hai ông ở địa chỉ khác nhau ha. À, cái Takari mà vòi nước là nó chuyên làm cái những cái thiết bị tưới vườn không à, nó chỉ có công ty nó chỉ làm những cái đó thôi, còn Takari này là cái Takari làm dụng cụ. Rồi tiếp tục, hôm nay sang giới thiệu với cả nhà cái mẫu Zero, mẫu Lobster mà Zero của Lobster đây, W Zero ha. Nó sẽ có hai mẫu ở đây, mình sẽ hai mẫu đây, đó là cái mẫu 36XD và 36XGB đó. Thì cái mẫu này, hai cái mẫu này đều mới về hết, XGB này, XD này là mới về thêm nè. Hôm rồi bán nói chung cũng anh em cũng mua ủng hộ ha. Thì ở đây là cái mẫu Zero, mẫu Zero nó khác gì cái mẫu XD đây, xem sẽ quay ở đây ha. Đây, nó khác nhau ở cái phần nào nha, nè nhìn sẽ khác nhau như thế nào. Khác nhau ở cái chữ hay nè. À, khác nhau ở cái phần con lăn nha cả nhà, phần con lăn khác nhau ở phần con lăn đây, về cái độ ấy thì nó giống nhau hết, nó khác nhau ở cái phần, một cái phần đó là cái phần con lăn đây, giờ sang cái lăn ra hết đây ra này cho mình xem. Khác nhau ở phần con lăn, cái XD cái cán đỏ đó nó sẽ là con lăn bình thường, còn con lăn này nó tách ra, tách rời ra đây, con này tách rời ra nè, thấy không, tách rời ra. Thì cái con lăn này nó tách rời ra đó, thì cái con lăn này nó tách rời ra mục đích của nó là anh em sẽ để W0 là tức là nó làm cho cái má này nó không bị xê dịch ra trong quá trình mà chúng ta vặn. Thật ra thì cái này nó đã không có bị rồi, à, thực tế nó không có bị rồi, cái này nó làm, tức là nó làm triệt đó luôn đó. Thì cái kiểu này đó anh em sẽ thấy ở trên hàng của hãng hãng top đầu tiên. À, bây giờ thì cái thằng này nó mới ra cái mẫu này, tức là cái con lăn của nó sẽ tách rời ra, thì phía bên trong con lăn này nó sẽ có một cái lò xo để nó đẩy hai cái cạnh con lăn này nè, nó giữ cái má, nó kẹp cái má này lại. À, giờ cái má trên này nè, cái má đây nè, cái má động này nè, đó.
để mà cho trong quá trình giặt nó sẽ không có bị nhích cái má này ra, không bị nhích cái má này ra đó. Nó rất là hay cái chỗ đó. Một cái mẫu lớn nó quan trọng là thứ nhất là cái hàm này có độ cứng rồi, và cái quan trọng là cái con lăn này này cả nhà, con lăn này phải tốt, độ cứng tốt và cái độ gia công, cái góc của nó phải ôm sát với cái khía này nè, nó rất là quan trọng luôn, để mà nó sẽ không có bị kẹt cứng. Và trong quá trình chúng ta vặn như này nè, thì nếu mà cái mỏ lết nó giá rẻ đó, nó bắt đầu nó nhích 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 từ từ ra, cái xong cái phải lấy cái tay đưa vô. Còn cái mỏ lết này nó thiết kế vậy. Và cán thì vẫn như cũ, siêu nhẹ, mà đó là dòng Zero ha, dòng Zero. Thì cái dòng Zero này giá của nó là tới hơi bị mắc á, giá nó là 1.100.000, sàn sẽ báo giá 36 36X BGB 1.130.000. Chiều dài của nó là 250 mm và nó mở được tối đa là 36. Đo thực tế thì nó không được 250, nó đo được 240 mấy ly thôi. Cũng mấy 242 ly thôi. Và mở tới là 36. Cây này cũng vậy, cây này nó cũng bằng cái thước nhau luôn. Cây này cũng xịn nha, cây này nè anh em, cái độ ra lắc nó không có. Anh em thợ điện lạnh hổng gà mua cũng khá khá. Thì cái cây này á, là mã của nó là UM36XD, anh em nhắn nha. 3 UM36XD thì nó sẽ có cái cán bọc như này, cầm êm tay. Giá của nó là 890.000 đó. Còn muốn mua W0 thì là mã đặt hàng là UM36XGB. XGB nha. Giá của nó là 1.130.000 và giá này là giá chưa có phí vận chuyển luôn, chưa phí ship. Rồi, cái đến đó là Sang có cái mẫu hai cái kéo mà mới về đây, là cái mẫu kéo này là thép không rỉ. Màu đỏ ha. Có lần trước thì Sang đã giới thiệu cái mẫu kéo nó gần gần giống vậy thì của ARS rồi phải không? Thì cái ARS là nó mạ râm cứng chứ nó không phải là thép không rỉ. Thì đợt này Sang sẽ giới thiệu với cả nhà đó là cái kéo thép không rỉ. Thì đây là một cái cặp kéo rồi, có là một cái kéo lưỡi dài ha, lưỡi dài dùng để chúng ta cắt tỉa rồi các thứ. Cái loại lưỡi dài này, cái này nó bự nè, cho nên ta cắt được cái những cái nhánh mà nó cứng cứng một chút xíu, những cái mà cọng mà nó cứng tí ha. Còn cái kéo mà không không để đây nè, kéo nào mà nó tỉa là dùng để tỉa lá thôi, thì anh em không thể cắt nhánh cắt cành được nha, tỉa lá thôi, thì nó sẽ làm cái lưỡi rất là nhỏ mỏng bén. Mà tỉa thì nó sẽ tỉa, nếu mà tỉa mà cái cọng mà tầm khoảng nhỏ hơn cái tay út chút thì là nó bị mẻ liền. Còn những cái loại này thì tỉa được nè, loại này nó bởi vì cái lưỡi của nó là nó bự đó. Và đây là loại thép không rỉ luôn, đây là made in Japan, đây stainless ha, và made in Japan luôn. Đây là cái thương hiệu kéo của hãng Babacho, ba 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 cho ha, đọc là ba 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 cho đó. Đây nè, BBC. Cái ông này á là ổng á, cái ông thương hiệu kéo này nè, ông thương hiệu này nè, là ổng là một cái công ty là chuyên đa số là bán những cái dụng cụ làm vườn và dụng cụ đi dã ngoại. Những cái dụng cụ dã ngoại của họ là rìu, dao rồi các thứ, là những cái mẫu rất là độc. Những cái mẫu đó nó mắc tiền nữa. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với cả nhà, đây là cái kéo của hãng đó. Nó có gồm kéo cái cành và kéo tỉa như thế này, đều là sản xuất made in Japan hết. Cái kích thước á, thì nó chỉ có một kích thước duy nhất thôi ha, tức là cái kéo này thì nó chỉ có một kích thước duy nhất thôi. Kéo này là LF1 đây, sẽ mở ra. Cái thân của nó là vẫn là nhựa luôn, đây nè, nhựa ha, và dập chìm nhé, cái này là dập chìm made in Japan, là thép không rỉ đó. Thép không rỉ mình nhìn là mình dễ biết cái chỗ như này, là khi mà nó mài á, bản thân cây kéo khi mà cái búa nó ở cây kéo nó mài á thì nó sẽ có một vài vết, tức là gọi là cái thép không rỉ á, khi mà nó mài á, nó sẽ có vài vết hơi lõm nhẹ vô, nó sẽ có trên một
cái dao hay gì đó, nó sẽ có một cái vết lõm nhẹ, nhìn là biết liền. Còn cái mạ đó, cái mạ là nó phẳng lì luôn, nó bóng hới, nó phẳng lì à. À, là nhìn ngay biết liền là nó là mạ. Còn này là nó là thép không rỉ luôn ha. Cái chiều dài của kéo cái cành này, kéo cái cành này. Kéo này chiều dài của nó là 180 mm, tổng dài luôn 180. Cái phần lưỡi của nó là được là 55 ly ha. Đây, sang quay cận cảnh luôn. Của hãng Babacho. Đây. Bao bì của nó. Thì đây là cái mã là L. Dịch mồ cái lã nãy tiếng em là F1 ha. L F1. Đây là cái mã L F1. Đó. Nè nó dở cái là nó không có dập cái mã lên trên cái bao bì ha. Để xem coi cái giá của nó. Là giá nó 500 mấy á. Giá này nếu mà thép không rỉ thì cũng khá là hợp lý chứ không có phải là đắt tiền. À, LF giá 550 ngàn. À, giá là giá chưa có phí vận chuyển. Vậy là hai cây này nó đều là đồng giá với nhau. À, đồng giá với nhau. Đây là cái mã LF1 ha, 550 ngàn. Rồi cái mã LF2 đây LF2. À. Cái loại F2 thì chiều dài của nó là nó dài hơn tí ạ. 21 cm, 21, và cái phần lưỡi kéo là 74 ly. À. Đây. À, do cái máy quay của mình là phía sau nó không có người điều khiển nha. Cho nên là tự biên tự xử luôn. Nên là khi nó lấy nét nó sẽ hơi chậm một tí xíu. Nếu mà có người quay, có người lấy nét thì nó dễ hơn. Rồi. Thì cái này cũng là 550 ngàn luôn. Cái này là mã là LF2. LF2 ha cái nhà. Giá này chưa có phí ship nha, chưa phí vận chuyển. Kéo rất cầm rất là đẹp. Nói chung là xài mà anh em nào kỹ tính là, tức là không thích nó bị xét á, thì sử dụng cái kéo này. Cái này nó sẽ là không bị rỉ. Sang còn một cái kéo nữa, cái kéo mà thép không rỉ cao cấp luôn, nó tới 2,8 triệu một cây. Sẽ lên video sau, sẽ giới thiệu video sau. Nó là cái cán đúc luôn ha, nó mất tiền. Tức là cái kéo đó là nó làm thủ công thép không rỉ. Giới thiệu lại với cái nhà là kéo các cành tay trái của Onotetsu, đó là cái hãng mà Sang đang chuẩn bị nhập với số lượng về để mà phân phối. Thì cái này là mới về thêm một ít nữa để mà giới thiệu với nhà. Hơn rồi là hết rồi, đợt này thêm nữa Onotetsu. Đây. Thì cái mẫu này là mẫu tay trái, mẫu tay phải thì hết hàng rồi, mẫu tay phải đặt chưa có hàng. Mẫu tay trái đây, dành cho anh em tay trái. Thì cái kéo này anh em cũng đã gặp ở hàng bãi nhiều, đó là cái kéo mà màu vàng đỏ đó, hoặc là hai cái màu vàng, nó hơi vàng vàng lợt, hai màu vàng. Thì cái kéo này nè, nó gia công cho nhiều hãng, và anh em khi anh em thấy nó có khi là nó sẽ có một cái tên thương hiệu khác nha, tức là nó gia công và nó dập cái tên ở đây nè, cái tên thương hiệu khác người ta đặt gia công á. Thí dụ như cái thương hiệu là Niwaki. À, cái thương hiệu Niwaki, cái thương hiệu đó là do cái kéo mà cán đỏ vàng này nè, là cũng do Onotetsu nó gia công luôn. À, nói chung là còn những cái thương hiệu khác mà mình không biết được là gia công bởi Onotetsu ha. Đây là cái kéo cán tay trái và chiều dài của nó là 200 mm. Kéo này nói chung là so với Onotetsu là nó ngang ngửa, nó giống với nhau hết cả nhà, giống nhau hết về độ bén. Và nó cái loại này là nó dập rèn dập mà khuôn á, thì nó nguyên cái thân này luôn nè, nó đã nhiệt luyện cứng rồi, cho nên là khi mà chúng ta xài, chúng ta mài á, cứ mài tới xài, nào mà mài hết được thì thôi, thì mua kéo mới ha. Nó là như vậy. Cán nó thì là cán
được làm bằng thép XK5 luôn, tức là cái thép mà để làm dao kéo luôn. Sẽ có độ cứng, bấm nó sẽ không có bị gọi là nó không bị biến dạng, tức là nó không bị cong cán được các kiểu đó. Rồi thì kéo này chiều dài 200 mm và giá của nó là 700 700 mấy này. Anh em nào tay trái thì có thể mua 770 ngàn, 770 giá, tức là giá nói chung là cạnh tranh đây nè. Giá này là giá rất là cạnh tranh so với Ocasun này ha. Chiều dài 200. Sang về cái kìm kẹp mát này, anh em nào mà hôm rồi hỏi mà chưa có thì hôm nay nó có về thêm kẹp ngoài hàng và kẹp mát đó. Kẹp mát thì nó là bằng đồng, tức là cái kìm có hai hãng của Nhật nó làm, chuyên làm cái những cái dụng cụ này. Và cái kìm của nó là sẽ bên một má là nó sẽ là bằng đồng hết, một má là bằng 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 thép à, cho nên là không có cái loại mà nó hai cái nó bằng đồng hết nè. Làm như là cái kỹ thuật nó như thế nào đó mà một bên nó sẽ là bằng đồng và một bên nó sẽ là bằng thép, chứ không phải là 100% là bằng đồng được ha. Mẫu nào cũng vậy, Made in Japan luôn, làm rất là xịn sò, rất là dày. Đó. Cái này là giới thiệu nhiều rồi, anh em chỉ cần lên website và đặt hàng thôi, hoặc là gọi điện trực tiếp. Lưu ý là cái số điện thoại Sang để ở ngay màn hình và chúng ta vui lòng là gọi điện trực tiếp lên số điện thoại, bởi vì như thế này. Anh em kết bạn Zalo là mình mục đích là thí dụ như mình gửi ảnh cho anh em hoặc là mình tư vấn. Cái Zalo á, tư vấn như thế này nó được cái là mình sẽ tư vấn được nhiều anh em trong cùng một thời gian. Trong cùng một thời gian mình sẽ có thể nói chuyện cho nhiều anh em được. Nhưng mà anh em lấy cái điện thoại Zalo anh em gọi điện cho mình. Đấy, tức là gọi bằng Zalo thì nó có bất tiện vô cùng. Cho nên là bên mình sẽ không có nghe cuộc gọi từ Zalo, rất là hạn chế luôn. Chỉ nghe cuộc gọi qua bên cái điện thoại. Rồi tiếp tục sang tiếp tục cái sản phẩm nữa, đó là cái dao ghép cành của hãng Kakuri, mới giới thiệu hôm chắc 2 tuần trước cái gì đó, hôm nay về thêm. Anh em có nhu cầu thì chúng ta có thể đặt à. Đã có những sản phẩm này trên Shopee, tại vì có khi mình lên không kịp. Dấu mộc khắc của nó nè, đây là được làm bằng tay của ở thành phố San Jose á, rất là bén. Cái chiều dài Của cái 17 cm ha, và cái phần lưỡi của nó là được là 75 ly, 75 ly đó. Giá của cái dao ghép cành Kakuri này, em cứ nhắn cái mã dao ghép cành Kakuri là 315 ngàn, mã đặt hàng nó là KA002 315, hoặc là gì? Dao ghép cành Kakuri là sao biết rồi ha, rất là bén, có vỏ đầy đủ cho mình khi mình sử dụng, chúng ta gắn vô ha. 315 ngàn giá chưa phí vận chuyển, chưa phí ship. Giới thiệu lại với anh em cái một cái mũi vít nó dài của hãng Ainet. Cái mũi vít này dành dành mà anh em nào mà thi công ở trên những cái trần phía trên cao đó, chúng ta sử dụng mũi vít này, chúng ta không phải dối tới hoặc là những cái chỗ sâu quá đó thì sử dụng cái mũi vít này. Nó dài tới 450 mm đặng, nhất là những anh em mà bắt rèm cửa rồi ha, bắt cửa rồi đó. Đây sử dụng cái này, rèm cửa rồi các kiểu á, sử dụng cái này nó tiện lắm, bắt được trên cao không phải dối quá ha. Cái ống này nè, chúng ta cầm như thế này để mà định hướng cái mũi vít, tại vì nếu mà nó dài quá thì cái mũi vít nó quăng quá thì chúng ta sử dụng cái này, nó làm là có cái ống nhôm phía bên ngoài để mà chúng ta cầm như thế này để mà định hướng cái mũi vít nó không có bị quăng á. Đó. Đây cái mũi vít này nó gờ nhé em, mũi vít này nó gờ cái chỗ này nè, để mà khi mà chúng ta xài mà nó hư cái mũi vít đó thì chúng ta có thể thay mũi vít khác, mà cái cây này chúng ta vẫn sử dụng đó. Để thôi là nếu mà nó làm cố định luôn một mũi vít này thì tốn kém, mà xài nó gãy cái là phải mua mũi mới ha. Cái mũi này là chiều dài là 450, mã đặt hàng của nó là A là H450 của Anet. Đây A là H450 và giá của cái mũi A là H450 này là A là H gạch 450, 530 ngàn. Giá nó rất là cao à, giá nó rất là cao nhưng mà nó ứng dụng được cái công việc rất là nhiều.
Còn đây là cái cắt ống đồng của hãng Supertool, dùng để cắt ống đồng và cắt ống inox luôn. Cái màu vàng này nó cắt được ống inox dày 3 ly và nó cắt được kích thước là từ 4 đến 28 ly dành cho anh em điện lạnh. Đây. 4 đến 28 ha. Và giá của cái cắt ống đồng này là mã đặt hàng là TCB 104. TCB 104 là 520.000, 520 ha. Giá chưa có phí vận chuyển nha. Cái loại này thì nó cắt được ống inox rất là ngon rồi. Đó. Có lưỡi thay thế, có bán lưỡi thay thế luôn. Sang vừa giới thiệu xong với cả nhà những cái dụng cụ mà mới vừa cập nhật và những cái dụng cụ đang có ở shop. Anh em có thể lên website dụng cụ 24.vn hoặc là Shopee và Lazada để chúng ta đặt hàng. Dụng cụ 24 Boss, nếu mà cái những cái sản phẩm này mà chưa có Boss lên thì anh em chờ thêm hoặc là gọi điện trực tiếp đi để đặt hàng ha. Xin cảm ơn, xin chào cả nhà nha. Chào mọi người.